rồi xuống phà luôn các bạn ơi. Yamaha 82 các bạn. Xuống phà luôn. Chuyển đi bến khác khác các bạn ơi. Chân nó bự quá nè các bạn, cậu dàn chân 70 các bạn, tàu máy bự quá cái hơi quá vừa máy luôn các bạn. Vừa xuống tới vừa hết dầu luôn hả? Quá hay. Về bản điện cho nó vô đẹp. Vô cái chỗ nào? Đẩy vô. Để cái giả cừ đụng má lại. Một thằng nhảy xuống kẹt, dập xuống ghế. Chuyển bến nào nữa? Đằng... Ồ, dữ gì hả? Không, anh đã không đi quay cái này vậy có được không? Chẹt củi đầu máy xe luôn các bạn. Ông người ghê quá đó các bạn. Gọn quá các bạn ha, cái phà nè. Phà cây lắp đi lắp carbon các bạn ơi. Nghe nói điên này gì á. Luôn các bạn. Buồn bán luôn rồi kìa. Rồi chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay mình quay chiếc Yamaha 82 các bạn ơi. Chiếc Yamaha 82 đang cắt lúa các bạn. Đây, các bạn và mọi người cùng xem nha.
xuống mấy cái đầu giạc nè các bạn ơi, xem mấy cái đầu giạc nó bắt đầu dẻo rồi đó các bạn ơi, nó lúng là ngóc đầu gì không đó các bạn thấy không. Các bạn mọi người cùng xem chiếc Yamaha 82 đi mấy cái đầu dẻo này nha. Về chuối các bạn ha, chạy cũng ngọt xanh đó các bạn. Ghê rồi không? Lái muốn qua chạy muốn đi luôn các bạn. Về cắm rồi các bạn ơi. Đi luôn. Cái này chiếc 82 nha các bạn. Không ngờ mình quay đồng này mình cũng thấy cũng ít dân ma các bạn ơi. Cũng mới thấy được chiếc này đầu tiên đó các bạn ơi, dân ma 82. Chưa có gặp chiếc quay lăng 850. Bữa hổm mình quay đồng này cũng có chiếc 850, vụ này chưa thấy các bạn, mới thấy chiếc dân ma thôi. Và 82 thôi. Đồng này là đồng của thầy Quân nha các bạn ơi, cũng mới mở đồng các bạn. Đấy, ở đây ba đêm cái gì ạ? Mình có một số ta đang đốt đồng đó các bạn. Rồi. Khói lên ngùng ngút luôn. Thì cái này thấy biết thôi. Rồi thôi. Còn một cái này từ khúc này đốt mới từ bản đó bản nha. Đổ đây là cái này tôi vào đâu đổ bà đâu đổ như dắt như luôn. Đổ 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 cái đó. Chở lúa này chở cũng dữ quá nè các bạn ơi. Cơ sở của Nguyễn Hậu. Wow. Cơ sở của Nguyễn Hậu nè các bạn, có để chữ đó. Chở cũng dữ quá các bạn. Có hai người kéo không các bạn? Ở bên đây chiếc con gom đang chạy bên đây luôn các bạn. Hai người lên đầu luôn không, lên tay. Cổ chở cũng cao ha, mới hai lớp mà thấy cao ghê các bạn, sườn thấy cao các bạn.
rồi lên dốc thôi các bạn ơi. Nó mạnh ghê các bạn ơi, đi qua mấy cái chỗ đầu dạt nó mạnh ghê luôn. Wow, cái hơi nổ như nhà phao rồi nè, không biết chạy đầu máy gì mà phao quá. Gấp ghê ha, gam ti thôi các bạn ơi. Máy chắc lớn lắm các bạn ơi, hơi nghe thấy thẻ ghê.